đầu tiên nè, một là xoa rượu, hai là mình sẽ đứng dưới cái vòi nước, mình dùng không, cho nước chảy thẳng xuống cái lòng bàn tay là mình như thế này, rồi cái lực ma sát nó sẽ ấm hai cái lòng bàn tay lên và mình sẽ búng như thế này. Và để nhận biết cái trực khí trong người mình á, cái ngày hôm đó mình làm nhiều người bị cảm mồ hôi tương nước, mồ hôi nhớt, mồ hôi lạnh đụng vô lạnh ngắt, là mình vừa tắm xong mình mới đi ngang cái sẹt thôi mấy gió là mình sẽ bị ngứa, là mình để nhận biết là lúc đó là mình cần xả trực khí rồi. Thứ hai là nói chuyện một hơi, cái thứ ba là cái ánh mắt của nó không có to rõ, nó bắt đầu nó giảm cái thần là cái gan nó xuống rồi, hình dung không ha. Và phương pháp thứ hai là sau khi mà mình làm bệnh xong, mình sẽ xoa rượu thuốc hết cái vùng tay của mình, đặc biệt là gì, những cái huyệt vị quanh cổ tay nè, được chưa? Và muốn biết cái lực như sao, một bạn cầm máy quay, một bạn qua đây nè, những cái kẽ ngón nè mình vuốt ra, mình vuốt nó ra và mình vuốt. Còn với những trường hợp những cô chú lớn mà bị cái ngón đi thì mình có thể sử dụng những cái đồ biết như thế này. Chị qua đây đi, để chị đó, chị cầm nó à, đưa cái tay chị đây, làm cho chị cảm nhận ha. Chiều về nè, xoa rượu, tại vì rượu là mình có ngâm thuốc hết rồi. Nên tại sao mình không khuyến khích xài dầu dừa? Tại dầu dừa, nguyên tắc dầu dừa là không có tinh ấm. Rồi mình lại khuyến khích xài dầu quế chi. Thứ nhất là cho tay mấy chị đỡ khô, nhìn tay người ta làm nhà. Thứ hai là về lâu, cái quế chi nó sẽ khu không tán hàn cho mình được công lôi chuyện. Mà mình xài trên cái người khách đó, sau đó mình cũng đỡ nè, cổ tay nè, thấy đau không? Là mình cũng tác động cái lực như thế này. Tại vì khi mà không làm trên tay mấy chị chỉ coi clip thôi là mấy chị nói trời, bà chỉ có làm vậy thôi nè, thấy có gì đâu mà thấy có lực không? Là phải tác động vô những cái khẽ như thế này. Thì lát bạn sẽ chiếu máy chiếu lên cho mình những cái xương nhỏ 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 trong các khớp ở đây, nó rất nhỏ, là chỉ có những người được học y chính thống ra họ mới biết thôi. Thì nó sẽ nằm kẽ quanh đây. Nên tại sao khi mà có chị coi clip á, thấy vuốt vậy thôi, mà cái lực là chị này chị biết vuốt ra những ngón tay nè, vuốt hết ra những ngón tay ha. Rồi cái ngưng tế phía trong cũng như vậy, đặc biệt là cái lòng bàn tay nè. Tại sao khi mà có mấy hôm học xong á, là mọi người tự để gừng lên rồi tự hơi cứu cho nhau. Hai ba hôm đầu thì sung lắm, mà tầm cái tầm hôm thứ tư trở đi là bắt đầu đuối cái tay nè, ấn cái huyệt ngưng tế nè, mình vuốt cái cánh tay xong đó mình vũ, mình vũ ra cái khớp dai cũng như vậy, mình vừa ấn, mình ấn ở đâu khi ngủ mình vũ nó ra, mình vũ như vậy, mình vũ như vậy, mình vũ như vậy, thì nó đồng thời nó sẽ kéo cái đám rối dây thần kinh tay đây, thì nó làm cho cánh tay của mình đi ngủ nó mới nhức, sáng mai mình làm nghề nó vẫn bình thường. Ra đây đứng thử nè, rồi tự vũ cánh tay đi, tự vũ hoặc vũ nhẹ đó, đúng rồi, thấy nó kéo không? Tại lúc này thì mình mới biết rằng mình cũng bị dính ở đây, đúng không? Chứ bình thường thì mình thấy tay sao nó nhức, tại sao chị nói chị cạo gió, chị làm về chị đúng, tại vì chị mẹ lên thân, chị đúng đó là chị cạo gió, được chưa? Cái này là xả trực khí bàn tay nha. Tiếp theo nữa là sẽ có một cái bài